Khoảng 1 giờ sáng ngày 23 tháng 1, xe ô tô khách mang biển kiểm soát 47D01067 do anh PTT, sinh năm 1988, trú tại huyện Ehleu, tỉnh Đắk Lắk, điều khiển chạy trên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan theo hướng Nam Bắc. Đến km 36+314 thì xe khách này bất ngờ lao ra khỏi làn đường rồi đâm vào ta luy trước khi rơi xuống vực. Trên xe lúc này có 19 hành khách và 3 người khác, bao gồm tài xế và phụ xe. Hậu quả ban đầu khiến 2 người tử vong và nhiều người bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng. Hiện các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.